Sau những tranh chấp với chồng cũ trên tòa, xuất hiện hình ảnh Nhật Kim Anh mặc váy cô dâu trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Vốn là một nghệ sĩ, hoạt động nổi tiếng trong làng giải trí Việt, mọi động thái của Nhật Kim Anh đều nhận được sự chú ý của người hâm mộ sau những căng thẳng với chồng cũ trên tòa vì giành quyền nuôi con. Trên mạng xã hội mới đây bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại một đám cưới ở quê nhà, có Nhật Kim Anh làm cô dâu. Nữ ca sĩ 8X còn vô cùng hào hứng thực hiện nghi thức tung hoa đến khách mời, tạo không khí vui vẻ trong đám cưới. Nhiều người nghi ngờ liệu có phải Nhật Kim Anh bí mật kết hôn hay chuyện gì mà nữ diễn viên tường sét trong mưa lại thành cô dâu như thế. Thực tế, đây không phải là Nhật Kim Anh tái hôn, mà là nữ ca sĩ đàm một. Trong những cảnh quay MV mới nhất, đã lâu rồi Nhật Kim Anh chưa quay lại thị trường âm nhạc từ khi lần sân sang diễn xuất và kinh doanh. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng vào sản phẩm âm nhạc mới của Nhật Kim Anh. Trước đó, Nhật Kim Anh đã từng lên tiếng khẳng định bản thân chưa có nhu cầu lấy chồng. Cô thẳng thắn đăng lên trang cá nhân, dòng chia sẻ, một mình vẫn ổn. Nhật Kim Anh và chồng khóa môi đắm đuối khi tổ chức tiệc cưới đầu tiên tại quê nhà Vũng Tàu của cô dâu. Sau cử hành hôn lễ trang trọng tại nhà thờ, vợ chồng Nhật Kim Anh đã tổ chức tiệc cưới ấm cúng tại quê nhà cô dâu ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc mừng từ các quan khách và bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Trong khi chủ rể mặc vest đen lịch lãm, cô dâu Nhật Kim Anh diện váy trắng khoe vai trần gợi cảm trước lễ phú quý. Tiệc cưới của cả hai được tổ chức với không khí ấm cúng theo nghi thức truyền thống. Cặp đôi khóa môi ngọt ngào trước hàng trăm khách quan có mặt tại buổi tiệc. Họ cùng cắt bánh trong tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ bạn bè và gia đình hai bên. Từng đứng chung trên sân khấu rất nhiều lần, nhưng lần phát biểu này trong ngày vui của chính mình, Nhật Kim Anh lại trở nên lúng túng và bối rối. Được biết, lễ cưới chiều qua có sự hiện diện của hơn 400 khách quan là bạn bè thân thiết của cô dâu chủ rể. Do khuôn viên nhà Nhật Kim Anh khá nhỏ, toàn bộ không gian buổi tiệc được thiết kế sao cho đơn giản nhất. Cũng tại buổi tiệc này, Nhật Kim Anh đã thay mặt hai vợ chồng gửi lời cảm ơn đến quan khách đã không ngại đường xa đến chung vui cùng mình. Vì quá xúc động nên lời phát biểu của nữ ca sĩ mưa đã tạnh không được mạch lạc và trôi chảy. Vợ chồng Nhật Kim Anh sẽ tiếp tục tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè đồng nghiệp tại quê nhà Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.